làm dâu thì mình làm trọn bổn phận của mình. Nhưng mà ở em có một sự chịu đựng rất là lớn, sao mình không nói ra hết, mình cũng làm tròn bổn phận làm mẹ, làm tròn bổn phận làm dâu, làm tròn bổn phận làm vợ, nhưng mình cũng phải nói ra những cái ấm ức của mình để cho mẹ chồng hiểu, để cho chồng hiểu chứ. Không, em nghĩ chắc qua chương trình này sẽ mẹ và chồng sẽ hiểu em hơn. Tức là qua chương trình mình mới dám nói. Dạ. Yeah. Hồi xưa giờ giấu kín trong lòng luôn. Hôm nay thì con gái của em, có con gái học lớp 8 á, có một lá thư để tụi Linh sẽ đọc cho mọi người cùng nghe nha. Rồi xem con gái viết cho bà nội với mẹ gì đây. Gửi mẹ Vân thân yêu, con biết hôm nay mẹ đi tham dự chương trình rất là rung và lo lắng, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ luôn theo dõi, ủng hộ mẹ từ xa. Từ khi con có thể nhận biết được vấn đề thì con mới biết được mẹ vất vả, cực nhọc thế nào, nên con luôn mong mình sẽ trưởng thành hơn để gánh bớt vất vả giùm mẹ. Tuy bây giờ con không thể làm điều gì ra tiền được, nhưng thay vào đó con sẽ cố gắng học tập để có thể hoàn thành ước mơ của mình, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn bây giờ, không phải nghe cha lớn tiếng mỗi khi nhậu về, không phải buồn mệt mỏi mà chả phải biết nói gì với ai nữa. Con mong mẹ sẽ được sống hạnh phúc bình yên. Con mong bà nội sẽ có nhiều sức khỏe. Bà nội, con muốn nói hãy thương mẹ con hơn và đừng làm mẹ con buồn nội nhé, yêu nội nhiều lắm. Chị có điều gì muốn nói? Cô tên là Nguyễn Thị Huệ, 65 tuổi, đến từ quận 2. À, cô Huệ 65 tuổi. Đây là dâu cô. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và Lê Lộc. Dạ. Dạ em 42 tuổi, em làm dâu của mẹ được 18 năm. Dạ, chị tên gì? Dạ em Nguyễn Thị Hồng Vân. Dạ. Em làm nghề gì mà cầm cái... Dạ em làm nghề may, cái đây là những sản phẩm em may trong mùa Covid em tặng anh Quỳnh Linh. Dạ, em cảm ơn chị, trời ơi. Wow. Lọc hai ba cái. Con nghĩ là chú lấy cái này đi, tại vì cái này có cái nhỏ nè cho con chú được á. Ừ được thôi, chú lấy hết luôn cho. Ủa? Mùa dịch chúng ta vẫn phải đề phòng, đi ra đường nhớ bịt khẩu trang. Dạ. Về nhớ rửa tay sạch sẽ, diệt khuẩn đoạn vô nhà nha. Dạ. Và cảm ơn con nha. Ủa? Dạ, nói chứ chú cháu em cảm ơn món quà của chị và cô. Dạ. Cô có thể chia sẻ những cái ngày đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên á thì con trai trở về giới thiệu là bạn, mà cô nhìn sơ qua thì thấy con dâu cô á hiền mà ngoan mà rất là giản dị. Dạ. Ăn mặc cũng bình thường. Dạ. Không có hở hang rồi này kia, nhưng mà nhất là rất là lễ phép, đi đâu cũng thưa gửi, mà hiện tại bây giờ lớn vậy chứ cũng đi đâu cũng vẫn thưa gửi. Trời ơi, giỏi quá nha. Còn chị thì sao nha? Cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Dạ lần đầu tiên gặp mẹ thì thấy mẹ có vẻ khuôn mặt hơi dữ thôi, nhưng mà về làm dâu mẹ thì mẹ rất là dễ dãi với các con. Dạ. Hôm nay á là cô á mà đăng ký chương trình á là mẹ chồng nàng dâu, với mục đích thứ nhất là được hân hạnh tiếp xúc trò chuyện với lại Quyền Linh với lại Lê Lộc. Dạ. Thứ hai nữa là cô được trải nghiệm trong cuộc sống để học hỏi thêm trong cái chương trình này, cô rất thích, mỗi tuần cô đều theo dõi hết. Dạ. Với lại thứ ba là xin lỗi mọi người nha, là cô cũng muốn khoe dâu cô. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Con nghĩ là cô nàng dâu này có nhiều điều hay ho lắm phải không cô? Cái này hay nhất nè. Đó. Để muốn khoe con dâu với mọi người. Dạ. Chứng tỏ rằng mẹ chồng rất là yêu thương cô dâu luôn. 18 năm qua, gần 20 năm qua thì dâu mình làm dâu thế nào cô? Những cái tốt và những cái được chưa được tốt cô có thể chia sẻ. Cái mà chưa được tốt thì là cũng không có gì là to tát. Dạ. Đương nhiên là con người ai cũng phải có cái khuyết với cái ưu. Dạ. Nhưng mà cô thấy dâu cô thì cái ưu nhiều hơn. Dạ, ưu là ưu thế nào cô? Tại vì có những lúc á là cô bệnh. Dạ. Cô bị suy nhược cơ thể á, có khi cô không có đi tới đi lui được cái. Dạ. Là cô chỉ ở trên lầu, cô điện thoại xuống nói nấu cho mẹ miếng cháo, là nấu ngay xong là bưng luôn sữa lên tới trên đưa hai tay cho mẹ. Rồi cũng có lúc thời gian á mấy năm trước á, rồi cô cũng làm ăn mua bán vậy đó, rồi cô bị bệnh đó,
rồi cái bị như là thâm thục giống liếng rồi đó. Thế là cô than thở với dâu, cái dâu cái tự động dâu á đi vay tiền của bạn đưa cho cô làm vốn để cô tiếp tục cái việc làm ăn của cô. Nhưng mà sau đó cái cô gom góp lại cô trả cho con dâu cô, thì con dâu cô nói con trả rồi mẹ ơi, thôi mẹ cất đi mày khỏi trả. Thì tự nhiên cô cảm động. Trong như quá trình sống như vậy đó mà dâu cô thì sáng mơ là đã đi làm rồi, nhưng mà dậy sớm lắm, dậy sớm là lo cơm nước đồ hết đó. Rồi á vợ cơm một phần đi theo để là đi làm đặng ăn, còn lại để nhà. Chị ơi, hồi nào giờ là mình chỉ đi may thôi phải không chị? Dạ. Đi may mà mình có thể mà gom góp mà trả nợ được cho mẹ luôn. Rồi mình ăn xài sao chị? Không, những cái gì mình thấy cần thiết thì mình mới mua, còn không có mua sắm, tại quần áo là tự mình may rồi, nó dư ra được khoảng đó. Còn ăn uống thì mình mua những cái gì nói chung là tận tiện chút thì nó cũng có dư. Chị thấy là mình hợp với mẹ điều gì không? Hợp với mẹ nhiều khi thấy mẹ cũng thấy thương, tại có mẹ có hai đứa con trai, nhưng mà hai đứa con thì không biết lo cho mẹ nhiều nên mình cũng thương mẹ. Con trai ít lo cho mẹ, thành là con dâu thấy thương lo nhiều hơn hả? Dạ. Có bao giờ mình cảm giác mình thấy có cái điều gì mẹ chồng làm mình buồn chưa? Dạ cũng có nhiều lắm, nhiều khi cũng buồn, nhưng mà tại vì mình cũng thương nên mình vượt qua hết. Lúc đó chị có nói chuyện với mẹ, có tâm sự với mẹ không? Không, mình cũng ít tâm sự lắm, tại vì đi làm suốt à. Sáng mơ là đi làm tới tối mới về. Nhưng tại sao nói điều này em lại rơi nước mắt? Tại cũng thương mẹ lắm, nhưng mà khi không có nói ra. Có điều gì ở mẹ mà khiến chị nhớ hoài không? Có một lần té xe thì hàng ngày mẹ chở đi thay băng. Có những cái bức xúc gì mà em chưa nói được với mẹ chồng không? Có bức xúc thì nhiều khi mẹ có cái mẹ hay ẩu thôi, như là làm hay đổ rồi ấy, mình phải đi theo mình dọn thì mình bức xúc cái đó thôi. Nói chung là mẹ cũng lớn tuổi rồi, làm không có được kỹ càng gọn gàng như của mình. Nhiều khi nói sẽ mẹ buồn nên thôi kệ, nó cứ giữ. Thấy chưa? Giữ rồi cái tự nhiên nó ấm ức trong lòng. Cô có biết rằng cô hay là làm đổ vỡ hay làm hư gì, con dâu phải đi theo? Có, cô biết, nhưng mà tại vì có lúc nhiều khi công việc của cô nhiều quá. Dạ. Cái cô lật đật, cô làm cô chưa kịp dẹp. Có khi cô nghĩ nó thôi để lát nữa rồi cô rảnh cô dẹp, thì dâu cô nó về tới là nó thấy. Về tới nhà là nó làm sạch sẽ hết à. Tức là 18 gần 20 năm qua con dâu cứ làm suốt. Có bao giờ mình tự nghĩ, ủa sao mình giống ô xin trong nhà quá không? Dạ có. Có luôn hả? Thành ra cái ấm ức để trong lòng mình nói ra là... tự nhiên cái nước mắt nó rơi ha. Sao mình không chia sẻ điều đó với mẹ chồng sao? Mình không nói là tại sao không ai làm phụ con hết? Đâu có ai. Giờ có đứa anh gái nó lớn nó cũng làm phụ. Còn chồng thì nói chung là anh hơi ghiền game nên anh không phụ được gì hết á. Anh đi làm về là anh ngồi anh ôm cái điện thoại, cái máy tính, anh chơi game suốt à. Sao không nói với chồng? Nói là có được. Ý là có nói nhưng mà chắc tại ghiền quá hay sao. Sao mẹ chồng không nói phụ? Có nói, có khuyên từ từ. Cũng có khuyên luôn. Nhưng mẹ chăm sóc con rồi có đúng ý mình không? Dạ cũng... Cũng hông đúng không? Nói giờ biết hông rồi đúng không? Nhiều khi tụi nó chơi game với mình nói cái mẹ cũng nói cho nó ngồi chơi chứ nó để nó làm cái gì. Trời, vậy là chắc cũng khó mà dạy cháu được lắm đúng không chị? Tại vì bây giờ có bà binh rồi, bà nói gì là mẹ cũng đâu dám, thí dụ mình đâu dám quýnh trước mặt bà đúng không chị? Nhiều khi cũng tìm cơ hội như kêu nó phụ này kia để cho nó bớt thời gian ra, mới kêu nó học bài học đồ thì có bớt thời gian ra đỡ chơi game. Có khi nào mà mình tức mình bực của mình muốn bỏ đi luôn không? Có chứ. Bỏ luôn hả? Mấy lần định bỏ đi rồi? Dạ cũng nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng không nở. Tại vì con thì học ở đây, nhiều khi muốn về quận 9 ở với ba mẹ, nhưng mà vì tụi nó học ở đây nên nó cứ dán. Cô có đọc được những cái nỗi buồn, những cái ấm ức của cô con dâu trong lòng không? Không biết. Tại sao hai mẹ con không lúc nào ngồi nói chuyện với nhau để rơi những giọt nước mắt thế này, để cái sự ấm ức nó vơi dần đi cô? Dâu cô là tự nó đi làm riết à. Chỉ có cái thí dụ nhiều khi á, chồng nó đi nhậu vẹt rồi đó, nó chỉ nhắn tin qua máy cô ảnh đã đi nhậu rồi. Thì cô thì cô bên dâu lắm, tại vì á dâu thì cũng như là con cô, con gái cô rồi, nó ra cái cô gọi điện kêu con trai cô về liền để sợ nó buồn á. Dạ. Chứ đâu để cho nó buồn thì cô cũng đâu có vui được đâu.
Đúng cô rồi. Cũng buồn lắm mà cô cũng không có nói ra. Tại vì á hả, rồi sợ nhiều khi con trai cô á, rồi nó cũng nói sao mà mẹ binh vợ con quá mà không binh con. Mà cô cũng nói luôn. Cô cũng nói luôn. Chị ơi, hồi nào giờ chị có cảm nhận được là mẹ chưa hiểu mình điều gì không? Dạ cũng có. Tại vì hằng ngày là đi làm về là mẹ đi lên trên phòng rồi. Cái mình ở dưới là mình cứ dọn dẹp xong rồi mình may đồ. Nói chung là mình làm dâu thì mình làm trọn bổn phận của mình. Nhưng mà ở em có một sự chịu đựng rất là lớn. Sao mình không nói ra hết. Mình cũng làm tròn bổn phận làm mẹ, làm tròn bổn phận làm dâu, làm tròn bổn phận làm vợ. Nhưng mình cũng phải nói ra những cái ấm ức của mình để cho mẹ chồng hiểu, để cho chồng hiểu chứ. Không, em nghĩ chắc qua chương trình này sẽ mẹ và chồng sẽ hiểu em hơn. Tức là qua chương trình mình mới dám nói. Dạ. Hồi xưa giờ giấu kín trong lòng luôn. Hôm nay thì con gái của em có con gái học lớp 8 á. Dạ. Có một lá thư để tôi sẽ đọc cho mọi người cùng nghe nha. Rồi xem con gái viết cho bà nội với mẹ gì đây. Gửi mẹ Vân thân yêu. Con biết hôm nay mẹ đi tham dự chương trình rất là rung và lo lắng. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ luôn theo dõi, ủng hộ mẹ từ xa. Từ khi con có thể nhận biết được vấn đề thì con mới biết được mẹ vất vả, cực nhọc thế nào. Nên con luôn mong mình sẽ trưởng thành hơn để gánh bớt vất vả giùm mẹ. Tuy bây giờ con không thể làm điều gì ra tiền được, nhưng thay vào đó con sẽ cố gắng học tập để có thể hoàn thành ước mơ của mình, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Không phải nghe cha lớn tiếng mỗi khi nhậu về, không phải buồn mệt mỏi mà chả phải biết nói gì với ai nữa. Con mong mẹ sẽ được sống hạnh phúc bình yên. Con mong bà nội sẽ có nhiều sức khỏe. Bà nội, con muốn nói hãy thương mẹ con hơn và đừng làm mẹ con buồn nội nhé. Yêu nội nhiều lắm. Chị có điều gì muốn nói không? Dạ cũng cảm ơn qua chương trình này, cảm ơn con gái. Con gái luôn đồng hành với mẹ. Bà cũng nói gì với cháu anh nội? Qua chương trình này á, là bà cũng rút ra kinh nghiệm. Để bà chăm lo á, là các cháu nhiều hơn. Với lại nhắc nhở ba của cháu. Yeah. Để cho hoàn thiện hơn, để cho gia đình ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Em muốn nói gì với chồng mình? Nhắn với chồng bớt chơi game, yêu thương vợ nhiều hơn, các con nhiều hơn ấy. Hôm nay á là coi như là thì cô đã góp nhặt bao nhiêu năm nay rồi. Trước nhất á là cô cũng cảm ơn ông trời và cuộc đời đã cho cô được may mắn có được con dâu là coi như ngoan hiền, hiếu thảo, đảm đang. Trước nhất á là cô cũng khuyên dâu cô nên giữ gìn sức khỏe và đừng có suy nghĩ nghĩ ngợi nhiều. Coi như con cứ yên tâm đi, lúc nào cũng có mẹ. Mẹ sẽ sống tới 99 tuổi lận, chứ không tới 100. Sát cánh bên con để cùng xây đắp hạnh phúc để chúng con được ngày càng tốt đẹp hơn. Với lại dạy dỗ con cái cho nó nên người. Với sẵn đây trên qua chương trình này, cô cũng khuyên con trai cô là coi như là bớt nóng tính, bớt nhậu, với lại bớt ghiền game đi để dành thời gian để mà chia sẻ công việc với vợ và cũng như là dạy dỗ con cái. Với lại cô ao ước là con trai cô sẽ nhận thức qua cái chương trình này và thay đổi nhiều hơn. Em nghe mẹ chồng nói thế, em cảm nhận thế nào và muốn nói gì với mẹ chồng? Dạ em cũng cảm ơn mẹ và cũng bầu chúc cho mẹ có nhiều sức khỏe để được sống chung với gia đình. Anh thấy thế này nè, giữa mẹ con không có gì mâu thuẫn hết, chỉ con cái là ít chia sẻ với nhau thôi, không có dành thời gian cho nhau. Sau có câu chuyện ngày hôm nay á, Quỳ Linh nghĩ rằng cô nên cố gắng là nói chuyện với con dâu mình nhiều hơn. Và con dâu cũng vậy, cứ lên về tới nhà làm việc gì rảnh lên mẹ, chơi với mẹ chút xíu, ôm mẹ rồi tâm sự với mẹ một ngày qua con làm gì, rồi con đang buồn cái gì, con vui cái gì. Cái sự chia sẻ đó chắc chắn mẹ sẽ đón nhận hết. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều rồi. Về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hai mẹ con ôm nhau chặt thế nào? Có bao giờ ôm nhau thế này không? Không có đúng không? Thấy chưa, ôm nữa. Nè, theo Linh á, giữa mẹ chồng nàng dâu cần phải có những cái ôm nồng nhiệt như thế, để chúng ta xóa đi mọi muộn phiền, xóa đi mọi ranh giới. Và cái ôm đó nó sẽ gắn kết tình mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn nha. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và bình an.
Dạ, con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Carefor, sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình và chúc cô nhiều sức khỏe à. Cô cũng thay mặt gia đình cảm ơn Nguyễn Linh với Lê Lộc đã giúp cho cô được trò chuyện rất là thú vị và vui vẻ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ.